Lời chào đến toàn thể quý vị cô chú anh chị đang đến với buổi live ngày hôm nay. Anh chị cô chú mình lì xì nhiệt tình rực rỡ và chia sẻ cho hai trẻ Miến Linh nha mọi người. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều ạ. Một nhạc phẩm rất là nổi tiếng của Zack. Hồng Nhan rồi thì phải có Bạc Phận nha. Riêng Sóng Gió thì hai chị em hát không nổi. Đúng rồi anh chị, Sóng Gió nó bị bất Thôi để tôi hát nào, mệt ghê. Đúng không anh, mình vừa khích à? Mà lém Yến à, chị mà nói một cái là người ta sẽ tập trung vào một lòng. Em chỉ chứng mình cái ngồi đấy. Ôi trời ơi. Xin chào bé Hằng nhá. Xin chào các anh chị ạ. Các anh chị nhớ là chia sẻ cho hai chị Minh nha các anh chị yêu. Hôm nay sao mà nó nhỏ xíu rồi các anh chị. Lanh thanh, cảm ơn các anh chị. Ok các anh chị mình à, mình cứ để số điện thoại, mình em sẽ có chuyên viên gọi điện tư vấn cho anh chị ạ. Chia sẻ nhiệt tình rực rỡ anh chị ơi, để hai chị em Miến Linh phục vụ cho các anh chị của mình à. Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau rồi trái.
350.000 một hộp, hai hộp một liệu trình là 600.000. Cả nhà mình mua hàng để số giùm Mỹ Linh nha. Ok, một ca khúc remix tiếp theo xin gửi tặng đến cho tất cả quý vị và chú anh chị. Mình là một nhạc phẩm được mang tên Vùng Trời Bình Yên. Chị cho anh miếng nhạc lên diễn rồi. Sao nó nhỏ dữ ta. Cái cuối cùng bên này của em. Mây lang thang buồn trời, nàng bà nữ tử khát khao trong tim tháng ngày à. Theo mưa rơi lạnh căm, từng đêm em nghe xót xa anh ơi có hay. Giữa bóng tối chập trùng, tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng. Dẫn đôi bước em về, dìu anh qua đắng cay. Giữa mây đen tan nhanh, mặt trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm nồng. Khi cơn mưa vượt qua, tình yêu đưa ta thoát cơn phong bập bão giờ. Nên mình kiếm chuyện quá nha. Ừ, hơi nóng, hơi nóng. Sao 50, cho con miếng gió đi. Dạ, những anh chị nào đặt hàng bên em trên 4 đến 5 ngày chưa nhận được hàng thì cứ để lại số điện thoại trực tiếp cho Yến và Linh tư vấn nha mọi người. Không có né được bài này nha Yến. Chị không né được bài này đâu. Khi mà Linh cầm chuột là chị không bao giờ chị né được. Trang kia cho Yến giúp mì. Hơi gã mạnh cho các anh chị. Ta-da!
ta-da-da-da-da. Are you ready? Em nhớ lúc mới biết yêu lần sao em tình ta trong xanh như trăng rơi chưa. Em vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp, trong đó có ít linh kề bên. Mình còn đi chung trên con đường yêu, dẫu thế nào ta vẫn ở bên nhau.
Dạ vâng ạ, à, xin cảm ơn, chân thành cảm ơn tất cả quý vị cô chú anh chị mình rất là nhiều. Những anh chị nào đặt hàng bên em trên 4 đến 5 ngày chưa nhận được hàng thì đừng quên là cứ để lại số điện thoại cho bé Linh và bé Yến tư vấn cho mình. Và các anh chị mà nào mà mua hàng hoặc là cần tư vấn sản phẩm bên em thì nhớ là phải có số điện thoại nha. Tại vì bên em làm việc có số điện thoại, không có số là bên em sẽ không chốt đơn hàng cũng như là sẽ không có liên hệ đến cho tất cả quý vị cô chú anh chị của mình được. Sản phẩm thảo mộc tăng cân bên em có giá là 350.000 một hộp, với công dụng tăng cân là sẽ kích thích hệ tiêu hóa, giúp cho anh chị của mình ăn được, ngủ được và tăng cân một cách cực kỳ tự nhiên. Trẻ em từ 7 tuổi trở lên có thể sử dụng được nha cả nhà. Người cao tuổi từ 70 trở xuống thì đều có thể sử dụng được luôn. Vì đây nó hoàn toàn là từ thảo mộc, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình mà ngược lại là còn bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng nào, còn cân đối vóc dáng của mình. Đồng giá trẻ em người lớn gì cũng là 350.000. Xin nhắc lại sản phẩm bên em không phải là thuốc mà nó không trực tiếp làm cho các anh chị mình lên cân, mà nó chỉ hỗ trợ cho các anh chị của mình ăn ngon ngủ được thôi ạ. 350 một hộp, một liệu trình hai hộp là 600.000. Nhớ là đặt hàng bên nhà em từ 4 tới 5 ngày trở lên mà mình hiện tại vẫn chưa nhận được hàng thì vào đây để số một lần nữa để nhân viên nhà em kiểm tra lại đơn của các anh chị như thế nào. Đừng để đơn hàng của mình quá lâu mà làm chậm trễ quá trình làm đẹp của mình nha các anh chị yêu. 350.000 là hộp tăng cân mọc đài nha em. Và mọc đài nha em là 100% làm từ thảo mộc như linh lăng, mã đề, tảo xoắn, cao phục linh, mầm lúa mạch. Công dụng của tăng cân nha em là chỉ là kích thích cái hệ tiêu hóa của các anh chị, giúp các anh chị có cảm giác là mình ăn ngon miệng hơn, mình ăn được nhiều hơn và mình ngủ một giấc thật là ngon. Mình ăn được, mình ngủ được thì mình sẽ có một sức khỏe thật là tốt. Mình sẽ tăng cân theo cơ địa một cách tự nhiên, không mập nước cũng không tích nước nha các anh chị yêu. Cảm ơn anh Nguyễn Quang Quang. Cảm ơn ạ. Đinh Trắng hả? Dạ chút xíu em tìm beat xem mà có bài thì em sẽ hát cho mình nghe ha. Dạ, một liệu trình hai hộp là 600.000. Trẻ em từ 7 tuổi đến người cao tuổi từ 70 trở xuống đều có thể sử dụng được tăng cân bên em đó các anh chị. Sản phẩm an toàn, chất lượng, không mập nước cũng chẳng tích nước. Cam kết với các anh chị là sản phẩm bên em an toàn. Và đặc biệt hơn nữa là sản phẩm bên em được đạt tiêu chuẩn GMP nha các anh chị. Lấy viên thuốc ra coi, bên mình không bán thuốc bạn ơi, cho nên là nó sẽ không gọi là viên thuốc mà nó là dạng viên bột thảo mộc. Và chúng ta có thể mở dạng bột thảo mộc ra pha với lại nước hoặc là sữa cho bé sử dụng thì bé nó sẽ dễ uống hơn. Nếu mà bé nào không uống được dạng viên cả nhà. 350 một hộp. Một liệu trình hai hộp là 600.000, tăng được từ 2 cho đến 6 kg. Một hộp thì mình sẽ tăng được từ 2 đến 3 kg nha các anh chị. Trời trời. Mua hàng thì mình nhớ để đúng số điện thoại giúp em. Body dưỡng trắng da toàn thân là 480.000 một chai. Một hộp tăng cân ok, cảm ơn. Hoàng Thảo, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn chị Hoàng Thảo, cảm ơn chị. Sẽ có chuyên viên và sẽ có tứ quý 1 số hotline bên em có một số duy nhất trên màn hình, đó là 08 tứ quý 8 và tứ quý 1, không có bất kỳ một số điện thoại nào khác, cho nên là anh chị mình đừng có nghe số điện thoại của người khác, người ta sẽ có ưu đãi có này kia các chị, nhưng mà thật sự là bên em không có đâu nha mọi người. Đúng duy nhất một hotline nhà em đang có để trên màn hình nha các anh chị yêu. Từng ơi. Yêu hả? Ok. Từng yêu phiên bản remix nha. Khung trời tuổi mộng không biết hát. Tăng cân, cảm ơn ạ. À. Cảm ơn Đông Nguyễn, cảm ơn. Hello Nguyễn Thanh Tuấn. Lên đẹp trai. Anh em cùng gia cái ông nội với chị á. Giống lắm luôn ấy à. Chị nhớ chị là út mót ở nhà rồi. Anh vẫn chờ em gió mong mà. Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu, trái tim em giờ đã quên luôn chiều. Xin đừng quên ta đã. Chị để số điện thoại chị ơi. Một kem nám, một collagen. Không có số là em sẽ không chốt được đâu ạ. Xin nhắc lại lần thứ N chị ơi. Một cái gì cũng được hỏi các anh chị mình, nhưng mà phải để là đúng số điện thoại bên dưới cho hai chị Mỹ Linh nha. Đúng rồi, phải có số giùm em ạ. Xin chào Nguyễn Tiến. Chân chơi gì nữa mà không chia sẻ cho hai chị Linh đi nào các anh chị. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu, có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau, có đôi mắt buồn hơn bờ mi em tuôn sầu, đứng chọc em cười, có đắng cay nào bằng anh vội vàng qua màu, người con gái đáng đi bên anh là người như thế nào. Là người ta không yêu thương anh em biết phải làm sao. Nếu một ngày người anh yêu bội bà, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau đây ô xa đi vội vàng, em vẫn chờ anh gió mong mang. Biết anh
một hộp. Một liệu trình hai hộp là 600.000 à. Bán cho anh một hộp để số anh ơi. Anh mua bao nhiêu hộp cũng được, anh mua cái gì cũng được, nhưng mà anh phải để số điện thoại giúp em nha anh ơi. Nãy giờ anh thấy hai người mua hàng không để số rồi nè, là bên em sẽ không chốt được đâu á. Anh em mình là cái gì đó. Một hộp tân cưng để số giúp em đi ạ. Đây cho anh hai hộp thế là trời ơi, số đi mấy anh chị ơi. Bốn người rồi đó. Yeah yeah. Lên là lên là lên lên luôn. Nhảy đi coi trưởng này yếu xìu vậy. Nói gì nữa, tóc cháy lên mới nói là gì. Tóc cháy lên máu đúng không? Người đàn ông đang đi bên Hiếu là người như thế nào? Sợ anh đó không yêu thương anh, em biết phải làm sao? Nếu một ngày người anh yêu vội vàng, vội vàng, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau đây họ xa đi vội vàng, em vẫn chờ anh sâu muôn màng. Biết anh, người ấy là sao? Xin lỗi anh chị. Hai hộp tăng cân em ơi, trời ơi không để số hả mọi người. Cảm ơn chị Phạm Thu nè. Thu Vũ ơi để số chị ơi. Thu Vũ để số. Hôm nay Yến thiếu vitamin H cho nên là Yến không có quậy nổi. Tăng cân hai hộp. Anh chị mình ơi, trời ơi, hầu như một cái bài ca con cá ngày nào hai chị em Tuyển Linh cũng nhắc rất là nhiều lần trên mỗi buổi livestream, là những anh chị nào muốn mua hàng nhà em thì mình vui lòng để lại đúng số điện thoại bên dưới giúp hai chị em Linh nha. Phải để lại số điện thoại. Yêu anh cả trong giấc mơ. Dạ em thấy rồi, chút xíu nữa em hát cho mình nghe. Con gái lên nào đấy. Dạ cái này là cháu à, con của một anh làm việc chung với tụi em. Đúng rồi ạ. Anh này chị làm về mảng mic đó các anh chị. Anh đẹp, rất là đẹp trai và hay tư vấn bán mic cho tất cả anh chị mình. Chứ không phải là con của anh chị. Cái giọng rất là ngọt ngào các anh chị. Thành phần của tăng cân em ơi, dạ gồm như là bột ngũ cốc nè, cao phục linh, mầm lúa mạch, cao đinh lăng, cao mã đề và bột tạo xoắn 100% là thảo mộc từ thiên nhiên các anh chị ha. Không phải là thuốc và cũng không có bất cứ một cái thành phần nào của thuốc cả. Cho nên là mấy chị mình cứ an tâm để lại số điện thoại cho em nha. Mình để đúng số điện thoại giúp em nha các anh chị. Tăng cân là 350.000 một hộp. Hai hộp nhà em sẽ giảm cho mình 100.000 là còn 600.000. Và hoàn toàn nhà em là bán thảo mộc, không bán bất cứ một cái dòng thuốc nào hết. Cho nên về vấn đề sức khỏe của mình thì các anh chị yên tâm nha. Bé như mình mà 7 tuổi trở lên mà bé biếng ăn, bé lười ăn á, thì cũng có thể mua về cho bé sử dụng luôn. 350.000 một hộp. Mua hàng nhà em thì mình vui lòng để đúng số điện thoại bên dưới giúp hai chị Mỹ Linh ạ. Một hộp tăng cân, hai hộp tăng cân, em thấy quá trời là yêu cầu luôn, nhưng mà tại sao lại em không thấy để số ta? Yêu anh dài lâu. Ok anh. Ai uống tăng cân rồi nhận xét cho tăng cân với ạ? Dạ cảm ơn. Ok chị Huyền Thùy Linh. Có một câu hỏi của chị Huyền Thùy Linh hỏi là tất cả anh chị nào đã sử dụng tăng cân rồi, xin cho một lời bình luận về tăng cân cho khách mới mình có thể tham khảo được ạ. Các anh chị nào đã sử dụng tăng cân bên em rồi ạ? Lại la. Cho một lời bình luận nha. Cho một lời bình luận cho khách mới. Ai nói dốc là mất lọc ráng chịu. Nói láo ông táo bẻ răng. Ai mà nói láo là ông táo bẻ răng, mà nói dốc là sẽ bị mất lọc nha. Tốt thì khen tốt, dở thì chê dở. Mà chê mà hỏng có chứng cứ là như thế nào mà chê tầm bậy tầm bạ là mất lọc ráng chịu đó, em nói trước nha. Lọc các anh chị mình về em hết. Cho anh hợp tâm nữa. Trời ơi, để số anh ơi. Chuyện gì đen cung đen. Bé 6 tuổi được không? Dạ 7 tuổi giùm em nha chị. Nửa vần trăng. Ok, nửa vần trăng cho chị Yến hát nè. Đầu mới nhắc đó. Từng cho nhau.
Mua hàng thì để số điện thoại giùm em mọi người. Chưa uống bao giờ. Người ta nói thiệt mà, nói gì đâu. Người ta nói thiệt. À, cảm ơn ngất ngay ạ. Tăng cân uống tuyệt vời lắm em ơi. Em cảm ơn chị Lương Hợi. Đó là khách hội, khách đó, khách mà bên em đã phản hồi đó mọi người. Yêu anh cả trong giấc mơ. Để cho Yến hát bài này đã. Xong rồi em sẽ hát bài các anh chị yêu cầu. Các anh chị đợi đi, có hết trơn. Các anh chị yêu cầu em mà đọc lên rồi là em xíu em sẽ hát liền nha. Bài nào mà hai chị em hát được là những lần hai chị em. Mình dùng rồi, ok lắm. Em cảm ơn chị nè. Viên uống trắng da là 450 một hộp, chiết xuất từ tinh dầu hoàn hảo ạ. 450 một hộp 60 viên nha. Nguyễn Hiền ơi, em cảm ơn chị. Nhưng mà chắc là bên em sẽ không có
làm bánh thì chỉ được cho chị yêu. Xin cảm ơn các anh chị. Hay quá. Cảm ơn các anh chị một lần nữa rất là nhiều. Nhớ là anh chị nào đặt hàng bên nhà em thì mình vui lòng để lại đúng số điện thoại bên dưới cho hai chị Mỹ Linh nha. Tăng cân một đà là 350 một hộp. Cái tình trạng như là bị tiểu đường, đang mang thai là chúng ta không sử dụng nha các anh chị. Và chị Nguyễn Huyền bảo là chị có triệu chứng của bị thận hư. Thì hư thận, thận hư gì đó em có đọc được, chắc là mình sẽ không sử dụng nha chị. Mình cứ sử dụng những cái dòng thuốc nào mà trị bệnh của mình trước đi. Còn nếu như không thì chị cứ để lại số điện thoại cho em, để bên chuyên viên tư vấn bên em sẽ gọi cho chị xem là có chốt được đơn hàng hay không, thì họ sẽ chốt cho mình. Em cảm ơn chị nhiều ha. Hello hai người đẹp, xin chào Ngọc Hải, em chào chị. Chị cũng rất là đẹp nha. Em đeo kính dễ thương phết. Cảm ơn các anh chị. Anh chị nào mua hàng thì mình để lại số điện thoại giúp em đi nào các anh chị ơi. 350 một hộp tăng cân, một liều trình 2 hộp là 600.000. Còn tăng cân bên em thì không phải là thuốc nha mọi người, cho nên là nó sẽ không có tình trạng mập nước hay là tích nước, chỉ hỗ trợ cho mấy chị mình ăn được ngủ được thôi. Sản phẩm này trẻ em từ 7 tuổi trở lên có thể sử dụng được nè, người cao tuổi từ 70 trở xuống và phụ nữ sinh sau từ 2 tháng đang cho bé ti cũng có thể sử dụng được tăng cân bên em luôn. 350.000 thôi ạ. Mua hàng thì để lại số điện thoại giùm bé nha cả nhà yêu ơi. Nhìn tướng hơi bự nhưng mà vẫn thích nhất là ai gọi bằng bé thôi các anh chị. Mấy đứa tướng bự bự gì đó, mấy đứa nó yếu lòng lắm. Ok. Bao nhiêu tiền vậy? Dạ 350 một hộp ạ. Đang tư vấn một hộp là 350, hai hộp một liệu trình là 600.000. 7 tuổi đến 70 tuổi đều sử dụng được, 7 đến 12 tuổi sử dụng một hộp, từ 13 tuổi đến 70 tuổi sử dụng hai hộp giùm em. Một đà tăng cân tuyệt vời và quá an toàn luôn. Em cảm ơn chị Trần Hải Yến ạ. Dạ xin chào. Để lại số điện thoại giúp em nha các anh chị. Tăng cân là chị 300. Yến eo đẹp thôi. Ôm nhò mà má ơi. Bị trào ngược dạ dày uống tăng cân. Dạ được nha chị Thủy Việt, không ảnh hưởng sức khỏe. Dạ dày nè, bệnh tim nè, bệnh gan, bệnh phổi, bệnh phèo là uống được hết. Cho anh một hộp. Ok, Vũ Bá để lại số điện thoại giúp em nha. Thuốc tên gì nhỉ? Không bán thuốc. Trời ơi, các anh chị bên em là bán thảo mộc nha các anh chị. Thảo mộc hỗ trợ cho mình tăng cân rất là hiệu quả nè. Ăn khỏe ngủ ngon, sức khỏe là vàng, là tiêu chí mộc đà bên nhà em nha. Bé 7 tuổi trở lên mà bé biếng ăn, bé lười ăn thì cũng thể mua về cho bé sử dụng. Vì đây là 100% là từ thảo mộc, không ảnh hưởng tới sức khỏe, không có tác dụng phụ, đặc biệt là cái tình trạng mập nước, tích nước, trừ nước là hoàn toàn không có nha các anh chị mình. 350.000 một hộp và miễn ship. Tất cả sản phẩm bên nhà em đều sẽ được miễn ship. Các anh chị cũng có thể quyền kiểm tra hàng, đúng hàng mình nhận, còn không đúng hàng thì thôi. Mua hàng thì vui lòng mình để lại đúng số giúp em nha. Em cảm ơn Khánh Ái. Khánh Ai, em cảm ơn chị. Hai con dịch. Hôm nay không phải dịch. Hôm nay hai con thiên Nga. Hai con thiên Nga. Chứ hai con dịch kỳ quá. Bên đây không mặc đồ dịch nha mọi người. Trang Nhiên bình luận một lần thôi chị. Ghê con hả? Ghê con như sao? Quá nhiều. Đóng cửa đi, đóng cửa con, đóng cửa lại. Nhớ là mua hàng mình để lại đúng số điện thoại giúp em, chống nắng là 290, mua 2 tiếp bên nhà em sẽ tặng cho mình một phần quà đó à các anh chị. Người đây với chân toàn lê lôi. Để lại số giúp em nha. Bé Linh có áo đẹp quá cho má đi. Con nói thiệt với má, bây giờ là con khoe với má nè. Cái bộ đồ này là con mua cách đây hơn 1 năm trước. Và lúc trước là con chỉ có 52-53kg thôi. Con mặc thì rất là thoải mái. Mà từ khi con lên hơn 60kg là con cất cái đầm này vô tủ luôn. Con treo nó ở trong một cái góc khuất mà con không bao giờ con muốn nhìn thấy nó luôn. Tại vì khi mà con nhìn thấy cái đầm là con buồn. Tại vì con mặc không có vừa. Kéo lên nó mới nửa cái lưng thôi là thở không nổi rồi. Nhưng mà ngày hôm nay là kéo lên được hết. Hết hồn chứ. Hôm nay kéo lên được hết rồi má. Cho nên là con sẽ khoe với má luôn. Mua hơn 1 năm rồi đó. Nhưng em mà toàn là cất thôi. Anh 45 tuổi dùng được không? Dạ được. Đi tắm đi con gái. 45 tuổi là dùng bình thường anh ơi. Tắm đi, tối rồi. Chào cô chú. Hello cô chú. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Không phải làm được cái đường đó. Hát các bạn mỗi con đuôi tàu mà lên đây đi bắn cá. Đang suốt ngày hát câu đó. Cảm ơn Bon Nguyễn, xin chào cô Vũ Phương Nga. Cảm ơn các anh chị. Nhớ là mua hàng mình để lại số điện thoại giúp em nha các anh chị yêu. Ok, một ca khúc mà có một người quen yêu cầu bài này. Anh em cùng cha khác ông nội với chị Yến. Thiệt luôn á chị. Giống. Người thì đẹp trai, người đẹp gái, sao mà nó giống thật sự quá trời. Có tướng phù thề á. Anh như cái gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa em đi tìm vân thơ qua công viên. Trên con đường về bỗng nghe lòng đang ngước
đến khi loài chim quấn lối bay, khi âm anh trong tay em nghe ngọt ngào. Nếu đời là một giấc chiêm bao, xin yêu anh thì ta yêu như lần đầu. Em muốn yêu anh dài lâu. Chính dạ. Chúc về đi. Anh chị giảm cân bên em thì mấy chị nhắn tin vào, còn tăng cân thì mấy chị cứ để số. Giảm cân thì mấy chị cứ để số điện thoại lại cho em ha. Tăng cân thì mấy chị cũng để số luôn, mà nếu mà tư vấn giảm cân kỹ thì anh chị cứ nhắn tin vào mọi người nha, sẽ có chuyên viên và cũng như là nhân viên tư vấn sẽ gọi điện và chốt đơn hàng cho tất cả quý vị của chú anh chị của mình. Nhớ để lại số điện thoại nha các anh chị. Tăng cân thì là 350.000 một hộp và hoàn toàn em là bán thảo mộc, không bán thuốc, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Bé 7 tuổi trở lên mà bé biếng ăn, lười ăn thì cũng thể mua về cho bé sử dụng luôn. 350.000 một hộp, hai hộp nhà em sẽ giảm mình 100.000 là còn 600.000. Và tất cả các sản phẩm nhà em sẽ được miễn ship. Tăng cân là 350.000, hỗ trợ cho mấy chị mình ăn được, ngủ được và tăng cân một cách cực kỳ tự nhiên. Trẻ em thì từ 7 tuổi cho lên có thể sử dụng được tăng cân bên em. Vì nó là thảo mộc chứ không phải là thuốc nha mấy chị, không mập nước cũng chẳng tích nước. Trẻ em thì từ 7 tuổi cho lên có thể sử dụng được tăng cân bên em rồi đó mọi người. Chứ là đừng ngần ngại gì cả, hãy để lại số điện thoại để chúng ta cùng nhau sử dụng những cái dòng sản phẩm chất lượng, an toàn và hiệu quả nha mọi người ơi. Còn chần chừ gì nữa mà không, để lại đúng số điện thoại bên dưới để bên em có nhân viên gọi điện tư vấn cho mình một lần nữa mới chốt đơn nè. Tăng cân ok. Ê, cảm ơn chị Bích Phương. Cảm ơn à, chị yêu ạ. Dạ, cam body. Body dưỡng trắng da toàn thân là dạng tinh thể nước rất là dễ thẩm thấu vào chị da của mình. Chết. Chị không ăn nó chết vô mắt. Nó không thấy xíu. Chị yêu à, đi đâu mà để ông nó chết vậy? Giờ tưởng tượng cái mặt bả nó cười xỉu. Trời. Tưởng tượng mới cầm điện thoại mới coi. Tội nghiệp chưa? Thương chi xỉu. Thương xỉu luôn á chị Hòa ơi. Ôi trời. Body là 480.000 một chai và các anh chị rất là dễ thẩm thấu vào da của mình, không bết rít, không lộ vân kem. À rất có mùi rất là thơm luôn đấy mình ơi. Mình ơi, để lại số điện thoại, để số điện thoại giúp em đi ạ. Yến kêu ai bằng mình ơi? Mình ơi. Yến chỉ được kêu một mình em thôi. Okay. Sao Yến lại kêu người khác bằng mình ơi? Không, Yến kêu Linh bằng eo mà. Em ơi. Không, em chỉ thích kêu mình ơi. Mình ơi là vợ chồng với nhau, người ta cứ kêu mình ơi. Không, mà cứ kêu vợ ơi luôn đi, mệt quá, mình khỏi mình luôn. Kêu thẳng luôn. Tư vấn xịt một tóc đi chồng yêu.
Đây à. Trời da gà nói nè. Xịt một tóc giúp phục hồi và giảm tình trạng gãy rụng tóc, 680.000 một chai các anh chị. Mua hàng mình để số giúp em đi. Có thuốc tăng ngực không hả? Dạ không. Bên em tất cả sản phẩm hoặc là gái nhà em là tự nhiên hết mọi người. Phân bón đồ là chăm sóc kỹ cho nên là nó tự nhiên. Chứ không có cái gì mà để cho nó bự hết trơn á mấy chị. Đúng rồi, cái gì cũng phải một cái tác động rất tự bên... nhiên các anh chị ơi. Tác động? Đúng rồi, tác động thì nó mới... Tào lao. Nếu vậy rồi tại thì đâu nói gì luôn. Ai mà nhỏ là có dù tác động muốn cỡ nào thì... Ờ đúng rồi, dao kéo tác động được, quên. Quên các anh chị. Cảm ơn các anh chị. Chồng yêu kìa. Để lại số điện thoại giúp em đi nào các anh chị yêu ơi. Tăng cân nè, son phấn, collagen, đặc biệt là kem nám, kem dưỡng body. Giảm cân cái gì nhà em cũng có. Nhưng mà điều quan trọng là mình phải để lại đúng số điện thoại giúp em nha. Không có số điện thoại đồng nghĩa với cái việc mà tụi em không biết các anh chị ở đâu đâu là mà liên hệ tư vấn và cũng như là gửi hàng cho mình. Giảm cân bên em thì mấy chị cũng nhắn tin vào. Đặc biệt là kem chống nắng bên em là 290.000 một tiếp nha mấy chị. Kem chống nắng 290.000, mua 2 tặng 1 phần quà. Và mua 1 thì bên em sẽ hoàn toàn miễn ship tận nhà cho các anh chị của mình. Không tính tiền ship và không lo phí ship đâu nha mọi người. Em cảm ơn Hằng Trần nha. Em cảm ơn chị. Cảm ơn à. Nhanh tay để lại số điện thoại giùm em đi. Anh chị ơi, nhớ là hotline duy nhất bên nhà em để gọi điện tư vấn cho các anh chị là bên em có để trên màn hình nha các anh chị. 0888881111 nha các anh chị yêu ơi. Chồng ơi. Chồng Yến. Chồng ơi. Ok Phạm Hào. Ai chồng tôi lên tiếng đi. Chắc cho ăn đấm quá à. Đâu phải cha đâu. Không phải cha. 45 tuổi có dùng được không? Có gì vậy? Dạ, tăng cân bên em là 45 tuổi là dùng được. Câu trước được. Từ 7 tuổi trở lên là đã có thể sử dụng được rồi. Tăng cân rất an toàn và hiệu quả. Xin cảm ơn chị yêu nè. 350.000 hộp tăng cân mộc đạp hoàn toàn làm từ thảo mộc nha các anh chị. Bé 7 tuổi trở lên, bé biếng ăn, lười ăn và chị gái nào sinh sau 2 tháng đều sử dụng được mộc đài nha em nha. Dạ đúng rồi, cô lấy đây là 950. Có ai cần tư vấn gì nữa thì mấy chị nhanh tay để số điện thoại là giùm cho em nha, hoặc là bình luận rõ ràng để cho Yến và Linh nhìn thấy là sẽ tư vấn cho cô chú anh chị của mình liền. Hát đi chị, để lại số điện thoại giúp em. Gì ta, bài lâu lâu trời. Bài lâu lâu hả? Tướng Quân đi. Tướng Quân lâu hát rồi. Nó lỗi lỗi quá lâu. Nó bị lỗi lỗi á, nó phải méo méo á, nó không có chuẩn được. Alo. Bàn mình đau dưng căng về phía trước ta, chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng. Đầu đồi trời cao chẳng dám đất ngạo nghe núi sông, mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng. Biển rộng trời cao đó cũng là nhà đối với ta, mà một nơi chôn chân trong tim nàng quá sâu xa lạ. Giọt lệ nằm nhí không khi nào được rơi xuống đâu, mà giờ em chót theo ai nên ta đành phải buông sầu. Dù giờ nắng suốt đêm cho quên đi ngày tháng u buồn, dặn người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi. Đằng sau ta chính chính bao năm không có người trở lại, nàng cần người ở bên chăm lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chiếc khăn em cho ta vẫn mang giữ lại, hình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài. Mua hàng mình để lại đúng số điện thoại giúp cho em gái nha. Xin cảm ơn các chị một lần nữa rất là nhiều ạ. Ngàn vạn biển đau dâng cao về phía trước ta, chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng. Đầu đồi trời cao trên dăm đất ngạo nghe núi sông, mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng. Biển rộng trời cao đó cũng là nhà đối với ta, mà một nơi chú chân trong tim nàng quá sâu xa lạ. Giật lệ nằm nhí không khi nào được rơi xuống đâu, mà giờ em chót theo ai nên ta đành phải buông sầu. Dù giờ nắng suốt đêm cho quên đi ngày tháng ngủ buồn, dặn người ta mãi thương nên cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ chăng
trong khi xưa ta đã nói những lời, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi. Đằng sau ta chính chính bao năm không có người trở lại, đằng cả người ở bên trong lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chiếc không em cho ta vẫn mang giữ lại, hình dung em vẫn đang theo ta đi hết trong đường dài. Dù sao nâng suốt đêm chưa quên đi ngày tháng ngủ buồn, dần người ta mới thương nên cũng đã mỗi người một phương. Đàn còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi. Đằng giờ ta chính chính bao năm không có ngày trở lại, đằng cả người ở bên trong lo sang sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chết không em cho ta vẫn mang giữ lại, hình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường xa. Cảm ơn các chị ạ. Mình như thấy chị Hòa mắc cười quá à. Cảm ơn ạ. Anh chị nào mua hàng mình để lại số điện thoại giúp em nha các anh chị yêu ơi. Tăng cân là 350.000 hộp và hoàn toàn nhà em làm từ thảo mộc. Ồn á. Và hoàn toàn làm từ thảo mộc nha các anh chị, không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Bé 7 tuổi trở lên là bé biếng ăn lười ăn cũng có thể sử dụng được luôn. Ok, có một lời yêu cầu ca khúc này nãy giờ nhưng mà em gái hứa thực hiện nhưng mà vẫn chưa thực hiện được thì sẽ phục vụ. Chắc các chị nghe có cái quạt nó có bị ồn không mọi người? Các chị nghe có ồn không mà chứ tụi em nóng quá. Em treo được đây rồi. Vội vã có lộn nhạc chứ vậy, quê không vậy, quê không vả muốn vả vô mặt luôn. Có tự giả em luôn. Sau vời nhớ, dù anh ở nơi đâu cũng nghĩ tới ai.
em yêu anh cả trong giấc mơ, nên tình anh cho em là không bến bờ. Từng phút giây bên anh đông đầy bao thương thành nỗi nhớ, để anh mãi có em trong những đêm mơ. Vì em yêu anh cả trong giấc mơ, nên quanh khắp bên anh đẹp bao ý thơ. Hình bóng anh vây quanh đêm ngày nhìn sâu vào nỗi nhớ. Chị Hòa ơi, em chịu nổi luôn chị Hòa. Lại chị quá. Chị Hòa, không sao chị Hòa, chị nghe được lời chị không chơi. Dẻo cần mình lời nghe nhiều lắm. Em biết chị rất là yêu thương hai chị em, không sao. Chị không thấy đường. Chị không thấy đường nhưng mà chị nghe được rồi chị. Cảm ơn chị rất nhiều luôn, trời ơi, nhiệt tình quá. Không lẽ do đề mà Hòa mà hung cái chứ. Dạ em cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Tăng cân bên em là 350 một hộp. Công dụng của tăng cân bên em là sẽ kích thích hệ tiêu hóa, giúp cho anh chị của chú của mình ăn được, ngủ được và tăng cân một cách cực kỳ tự nhiên nha mọi người ơi. Phụ nữ sinh sau từ 2 đến 3 tháng trở lên cũng có thể sử dụng được tăng cân bên em luôn, vì nó hoàn toàn là từ thảo mộc nha các anh chị. Thảo mộc hỗ trợ ăn ngon ngủ ngon, tăng cân theo cơ địa của từng người các anh chị yêu ơi. Cái body dưỡng trắng da toàn thân đi. Cừ hoài, sếp đang coi đó. Đây à. Hồi nó 500.000 không có bù đâu nha. Chị ơi, bao nhiêu một hộp collagen? Bên em sẽ có hai loại collagen các anh chị. Nói đi. Để lại số điện thoại bên dưới cho hai chị Mỹ Linh nha các anh chị. Body dưỡng trắng da toàn thân là 480.000 một chai và là dạng tinh thể nước rất là dễ thẩm thấu vào da của mình. Không gây bít rít, không lộ vân kem, có mùi rất là dễ chịu nha các anh chị. Vừa dưỡng ẩm vừa làm bật tông của da. 3 4. Để lại số điện thoại giúp em đi các anh chị. Liệu em liệu. Nước hoa thì nhắn tin về giúp em ạ. Chị đang tưởng tượng cái mặt của chị Hòa hay gì? Thì chị Hòa bình luận có lại mất cười à. Dạ tăng cân là 350 một hộp, 350 một hộp, lại la hỗ trợ cho mấy chị mình ăn ngon miệng và ngủ được ngon giấc cả. Sức khỏe dồi dào các anh chị ơi, không có gì quan trọng mà sức khỏe ho. Trời ơi. Bị sặc nước. Trời ơi. Đang mùa này mà ho cái gì? Đang sặc nước. Cái body trắng thơm. Cảm ơn. Em mua nước hoa và son luôn nhé. Ok chị dạ. Để số điện thoại là giùm em chị ơi. Dạ đúng rồi ạ. Chị để số điện thoại giúp em. Chống nắng là 290.000 một tiếp. Chính xác luôn. Mua 2 tiếp nha, em sẽ tặng cho mình một phần quà kèm theo và được miễn ship nữa nha các anh chị. Mua hàng nha, em sẽ được miễn ship nha. Tóc bay bay nhìn em giống con ngáo quá. Trời nó trẻ thành đang trường không kìa. Đó. Nhưng quyến rũ. Không thấy quyến rũ chỗ nào. Nhìn thấy ghê em chích nè. Quyến rũ. Biết rồi. Đúng rồi. Nói ta để ý vô. Hiểu không? Mắt này cha. Ok à. Chút xíu nữa tụi em hát nha. Mắt này ơi xin đừng đi nhé em. Mắt này ơi xin đừng xa cách tôi. Có giảm cân không? Dạ có. Hương Đào cảm ơn ạ. Giảm cân mấy chị nhắn tin và giùm cho em nha. Gửi cho anh ít tiền đi làm từ thiện hả? Ủa nay đây làm từ thiện á hả? Ai biết? Gì vậy các anh chị mình? Mua hàng mình để số điện thoại giúp em đi ạ. À. Tăng cân là 350.000 một hộp. Và là thảo mộc, không phải là thuốc, không có tác dụng phụ đặc biệt đến tình trạng mập nước hay tích nước gì đó là không có ha. Bé 7 tuổi trở lên là đều sử dụng được nha các anh chị. Mà trẻ em thì một ngày mình sử dụng cho bé một viên thôi, còn người lớn thì một ngày mình sử dụng 2 viên giúp em. Mua cái gì cũng được, nhưng mà để số điện thoại giúp em. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đang gánh chịu? Kể em chứ. Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phải nhỏ. Không phải thôi. Kem chống nắng là 290.000 một tiếp các anh chị ơi. Mua 2 tiếp nha, em tặng mình một phần quà có giảm mỡ bụng không chị? Là không yêu thương không? Không. Mặt bị chửi, mặt mới bị chửi xong. Đó. Ê, gió bay bay hiu hiu. Mặt ngáo ngáo rồi đó. Không có của đàn ông mà, bên em bán hàng cho nam lẫn nữ mà. Em cảm ơn Nguyễn Văn Thiện ạ. À. Dạ em cảm ơn ạ. À. Nam nữ gì đều xài. Giảm mỡ bụng và không nhìn bụng em biết rồi. Nam một ký mỡ. Được hết mà các anh chị. Không phân biệt nha. Cảm ơn Nguyễn Phượng nè. Má hãy bài mắt này cho cha đi.
gì vậy? Bắt nay cha cha cha. Mất nơi ơi xin đừng đi nha. Chị bà này mà chị không biết nữa em lại chị luôn. Biết cái điệp khúc. Để coi lại thử. Hợp âm giùm em. Mất nơi ơi. Hợp âm ạ. Hợp âm dạ. Yes. No. Mất nơi. Hợp âm. Hợp âm. Ừ. Hợp âm. Hợp âm viết. Yes. Nó mất nơi cha cha cha. Ok. Sao? Ok, cảm ơn Tiết Trần, cảm ơn ạ. Hoàng Thị Linh, cảm ơn ạ. Ok, Thị Linh, cảm ơn em. Hoàng Thị Linh thì nhớ bài gì? Có Hoàng Thị Linh ta. Không, để mình nói cho mà nghe. Để mình nói cho mà nghe. Bài này bữa nay mình phải tăng lên một tông á, tại vì nó khá là thấp. Thôi bánh cho nước này. Thân em vừa chắn lại vừa trơn. Chị bị khùng mấy à. Yeah. Rồi, xin cảm ơn các chị. Sao các anh chị? Vâng ạ. Thì để lấy số điện thoại giúp em đi nào anh chị ơi. Chị bấm cộng đó giùm em Yến, nhưng bấm không có được Yến ơi. Cộng 1 chị Yến. Cảm ơn hai bạn nè. Dạ không có sao, không có chi ạ. À. Tại vì nhờ bạn mà mình mới nhớ lên một cái khúc ca khúc này. Hồi trước là mình đi hát lắm nhưng mà nó bị vấn lặng một cái thời gian rất là lâu. Tại vì nó bị mất beat nhạc á. Cảm ơn các anh chị. Là tăng cân nhà em là chỉ 350.000 một hộp và hoàn toàn làm từ thảo. Làm từ thảo mộc các anh chị. Và hoàn toàn làm từ thảo mộc nha các anh chị ơi, không bán bất cứ một dòng thuốc nào hết. Lạnh nha. Sao mũi? Viêm xoang. Lạnh nha. Nó thổi trực tiếp vô cái lỗ mũi nên viêm xoang. 350.000 một hộp thôi các anh chị ơi, bé 7 tuổi trở lên sử dụng được. Và chị gái nào sinh sau 2 tháng ha. Hỗ trợ mình ăn ngon ngủ ngon và bổ sức khỏe của mình nè. Những you anh chị nào đang rocks the homes. Yes. I am Nami. Link em official, Yến Yumi official, YouTube, subscribe, like, subscribe, share. Ấn chuông. Ấn chuông tiếng Việt mẹ ơi. Thì cái nào phải không biết mình bán tiếng Việt vô. Nào gõ cái con trùng chạy vô. Trời, tóc bay bay bay. Vâng, cảm ơn các anh chị. Một đà, Ngọc Huyền. Cảm ơn chị. Mình muốn mua tăng cân. Dạ, tăng cân em là Mộc Đà. Hỗ trợ mình nhắn, ăn ngon. Cái đó là tin nhắn. Quê chưa. Mình nói luôn, tôi vấn luôn. Tăng cân em là 350.000 là Mộc Đà các anh chị ơi. Là thảo mộc nhà em là của Việt Nam nha. Thanh Nga, cảm ơn Thanh Nga. Trời, mới hát xong luôn. Nói đi. Echo. Hello, I am Huynh Thị Cầm Thú. Thật ra thì em cũng không nói tiếng Việt nói dành ấy. Thế là hơi sai như chị Cầm Thú. Chó mày hết luôn. Chó mày chơi chữ gì? Tân Cổ Giao Duyên hả? Tân Cổ Giao Duyên hơi bị hay á, nhưng mà mình có chịu nghe hay không thôi. Tăng cân một đà là 350 một hộp với công dụng hỗ trợ cho mấy chị ăn được, ngủ được và tăng cân một cách cực kỳ tự nhiên. Trẻ em từ 7 tuổi trở lên có thể sử dụng được và người cao tuổi từ 70 trở xuống nha các anh chị. Tăng cân bên em thì không phải là thuốc nha, cho nên là trẻ em, người lớn và người cao tuổi chúng ta đều có thể sử dụng. Em cảm ơn Vũ Vị Ngọt ạ. Cảm ơn ạ. Gọi nhau câu đề. Hello Minh Sang ạ. Hello chị Minh Sang. Hello Minh Sang. Xuống chợ các cháu ơi. Thấy đường thấy đâu đấy. Bây giờ phải thấy đường đâu mà xuống chợ luôn trời. Thấy đường đâu đi. Đeo khẩu trang là không có thấy đường nữa chị Hòa ơi. Giờ nhìn chị Hòa chắc cưng lắm trời. À, thì Thu Hương Trần em cảm ơn ạ. 350 một hộp tăng cân một đà kem body dưỡng trắng da toàn thân bên em có giá là 480.000 kem body của mỹ phẩm Queen Line. Với công dụng dưỡng trắng da giúp cho da các anh chị mình trở nên trắng sáng mịn màng hơn đó mọi người. Nhớ là mua cái gì cũng được. Ừ chính vậy. Nhớ là mua cái gì cũng được mà phải để lại số điện thoại giúp em nha các anh chị. Mua gì cũng được. Để số giùm em. Cảm ơn. Cảm ơn. Các anh chị mua hàng để em kiếm bài giọng cổ hát cho các anh chị nghe. Sắp gì sắp bầm bò. Cảm ơn Vương Nguyễn ạ. Thì bài đó hay mà nói nhiều. Nhìn chung đổi chiều nhá nhiều nữa. Em lại chị. Em cảm ơn chị, em thấy số điện thoại của chị rồi ạ. Sẽ có số hotline tôi quý một gọi cho chị ha. Mua cái gì cũng được các anh chị, mình phải để số giúp em đi ạ. Được cái để nó mát thiệt mà nó khô họng luôn á. Căn nhà màu tím. Lá trầu xanh.
Anh hứa với em khi chúng mình nên duyên nên nợ, thì một lá trụ xanh cũng nên giờ nên nợ. Cái này nó không có đúng âm á, nghe nó bị méo đúng không? Nên giờ nên nợ chồng Điệp ơi. Không Điệp Hồ, cảm ơn Điệp ơi, mang lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ. Xin anh đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò dò mong chờ. Chuông đổ chiều xa. Chuông đổ chiều xa. Chuông đổ chiều xa. Chuông đổ chùa xa. Chuông đổ chùa xa. Chuông đổ chiều xa. Chuông đổ chiều giang nha mọi người. À, bé đẹp của chị ơi, hello cô gái xấu xí. Hello cô gái xấu xí. Tất cả mặt hàng bên em đều được miễn phí ship. Mấy chị nào mua hàng thì mấy chị cứ để số điện thoại lại cho tụi em nha. Giảm cân thì mấy chị cứ nhắn tin và giùm em. Đó, Quỳnh Lan đi. Yến người, Yến người. Dũng sĩ diệt rồi. Đừng đậu vô mặt Yến, tán một cái ha. À, Dũng sĩ diệt rồi, ở đây diệt con rồi, giờ mới nha, Dũng sĩ diệt rồi ơi. Cái chai của mình nó mất tiêu rồi. Chúc em diệt nó cho chị coi nè. Em leo nóc nhà em mất. Đố Quỳnh Lan kìa. Thôi từ từ hát cổ đi. Em hát nhạc cho chị hát rap. Thôi từ cổ đi. Đang hay bà. Không biết có biết cái... đâu. Bài gì? Cái bài gì? Trời ơi trời. Cái gì dữ rồi trời. Nam mô à. Chơi gì mà chơi chửi chửi thề dữ vậy ta. Hơn mình lớn rồi đâu phải con nít đâu. Mà chửi thề mà chửi tục tiểu vậy. Rồi hát bà đứa bé. Rồi bà đó. Cao nữa. Đỗ Bình Lan đi. Giọng cổ không có biết nhạc đâu. Chứ là mặc đồ này ngồi phong cách làm hát giọng cổ bị chữ chết luôn á. Thuốc tăng cân có tác dụng phụ không? Dạ bên em không bán thuốc ạ. Với lại tăng cân bên em thì cũng không có tác dụng phụ. Và đó là 100% là từ thảo mộc sẽ hỗ trợ cho mấy chị mình ăn ngon ngủ được và tăng cân một cách cực kỳ tự nhiên. Cảm ơn bé Thành Nguyên nha. Cảm ơn Thành Nguyên, cảm ơn ạ. Nhớ là anh chị nào mua hàng nhà em mình cứ để đúng số điện thoại giúp em nha các anh chị. Tăng cân là 350 ngàn một hộp. Và người lớn trẻ em 7 tuổi trở lên sử dụng được rồi. Bài này là Idol Lê Hiếu yêu cầu Idol Yến. Yêu cầu Idol Yến Dung My hát nhưng mà Yến Dung My hơi mệt đó. Chữ ai vậy? Tôi biết. Yêu cầu Yến Dung My hát nhưng mà Yến Dung My hơi mệt. Vâng anh chị ạ. Nhớ là một hàng nha em mình để lại số giúp em nha. Tăng cân thì là chỉ 350 ngàn một hộp và hoàn toàn như em là bán thảo mộc, không bán thuốc, không ảnh hưởng tới sức khỏe, không tác dụng phụ, đặc biệt là cái tình trạng mập nước, tích nước là không có luôn nha. Bé 7 tuổi trở lên, nhà mình mà bé biếng ăn, lười ăn thì cũng thể một đà về cho bé sử dụng luôn. 350 ngàn miễn ship. Để số điện thoại. Ôi, tôi gai quá trời ơi. Mua hàng thì mình để lại số, còn mấy còn xíu nữa. Còn tâm xíu nữa. Quá cay nữa rồi. 15 phút nữa đó bé. Sao? Bé ơi, bé à. Rồi bay ra rồi. Để lại số điện thoại giúp em đi nào các anh chị. Tăng cân là 350 ngàn hỗ trợ mình ăn ngon, ngủ ngon và bổ sức khỏe. Đây ạ, à, hộp tăng cân một đà. Mày đừng xịt chân cái mỏ. Chị cứ nói đi mệt ghê. 350 ngàn thôi các anh chị ơi. Hỗ trợ mình ăn ngon, ngủ ngon. Người lớn trẻ em 7 tuổi trở lên sử dụng được. Và chị gái nào sinh sau 2 tháng sử dụng được. Chứ xịt lên. Chống nắng nhà em là 290 ngàn một tiếp. Mua 2 tiếp chống nắng nhà em tặng mình một phần quà. Sữa rửa mặt là bao nhiêu em? Dạ sữa rửa mặt là 250 ngàn ạ. Mua hàng nhà em mình sẽ được miễn ship nha chị yêu. Hôm nay Yến là học sinh. Hôm nay em là học sinh Tân Huỳnh. Nhớ là mua hàng để lại số điện thoại giúp em ạ. Dạ ok cảm ơn Khánh Ngân ạ. Chị nám là 950 ngàn, hộp đầu tiên nó sẽ đào thải các độc tố da của mình ra ngoài là những vết thâm nám tàn nhang mờ đi. Mình nên sử dụng một liệu trình nhà em nha các anh chị. 950 ngàn một hộp, mua một hộp nhà em sẽ tặng cho mình một phần quà là một sữa rửa mặt hoặc 1 tỷ tế bào chết. Còn nếu như mình không có bị nám tàn nhang nhưng mà da mặt mình nó không có được đẹp á, da mặt của mình là không được trắng sáng, da không đều màu này hoặc là cái lỗ chân lông của da nó khá là to, thì có thể sử dụng sự kem dưỡng da cao cấp nhà em. Kem dưỡng trắng da chuyên sâu này giúp ngăn ngừa lão hóa, nó giúp phục hồi, đặc biệt là xe khít lộ chân lông, làm da của các anh chị trắng mịn màng hơn. 900 ngàn một hộp kem dưỡng da. Mua một dưỡng hoặc một nám gì nhà em cũng sẽ tặng cho các anh chị một sữa rửa mặt hoặc là một tẩy tế bào chết nha.
Mình mua hàng thì mình để lại số điện thoại giúp em đi nào các anh chị yêu. Không có hồi, cái này không có hồi. Em mua loại không có hồi mà. Cảm ơn Nguyễn Huy nè, cảm ơn các anh chị. Mua hàng thì mình cứ để đúng số điện thoại giúp em nha. 350 ngàn là một hộp tăng cân. Hỗ trợ mình ăn ngon, ngủ ngon. Collagen viên thì là 450 ngàn. Còn collagen sủi thì là 1,1 triệu. Giá gốc nhà em giảm 30% là chỉ còn 760 ngàn một hộp collagen sủi. Đặc biệt là những anh chị đã mua một liệu trình collagen sủi nhà em là 3 hộp á, là nhà em giảm cho mình tới 40% là chỉ còn 1,980 ngàn một hộp, một liệu trình nha các anh chị. Mình mua hàng thì mình để lại số điện thoại giúp em đi nào các anh chị. Mua cái gì cũng được, mua hàng nè, kiểm tra đơn nè, hoặc muốn được tư vấn rõ từng sản phẩm, bên em đều giải quyết thông qua số điện thoại của mình hết. Người ta yêu chỉ riêng chàng, đặt câu nghe phấn thơ thang. Vì sao bước đi đoạn tình này trai ngang. Xịt một tóc là 680 ngàn. Dạ, cảm ơn Lại Hồng, cảm ơn chị. Cảm ơn chị yêu chị. Nha. Mua hàng thì mấy chị cứ để lại số điện thoại cho em nha mọi người. Tất cả mặt hàng bên em sẽ được miễn phí ship. Chỉ cần có số điện thoại là bên em sẽ có chuyên viên tư vấn. Bởi gì ta? Có bàn tay ơi đó đêm nay mang đến nỗi bao nhiêu và để lại. Cái bài này là quá không hát à? Thông gì ta? Một người đàn ông vốn dĩ là của nơi này. Mua cái gì cũng được nhưng mình phải để đúng số điện thoại giúp hai chị Mỹ Linh nha các anh chị. Để lại số điện thoại giúp em ạ. Mới trên cuộc tình mà này hay lắm. Người ơi anh có nhớ không? Này giảm mấy trong ta? Cái này Bích Nam hả? Ừ. Giảm Nam giảm 1 đi, cho ta giảm 1. Giảm 1 hả? Ừ. Đây 1 là B, C, D. Thử cái này. Thấy không? Hết phụ nha. Beat này của cà tưng Lê Hiếu nè. Cà giật. Hiếu là cà giật không phải, chị nhìn cái này là chị biết cái nào là cà tưng liền. Yeah. Cảm ơn lỗi làm anh mang rồi. Một mình anh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi. Từng hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà nàng, bên hiên nhà nàng. Lòng thầm mong một ánh mắt thấp thoáng mong chờ. Người yêu hỡi mãi mãi yêu nàng, em dù biết vẫn luôn hững hờ. Mặc cho anh đêm đêm vẫn mơ cuộc tình đôi ta. Giọt buồn rơi rơi lặng lẽ trên con đường dài, trên con đường dài. Một mình anh lòng say sắc với gió đông về. Xa tôi hết những ước mơ dài, mưa còn rơi rớt trên nỗi sầu. Lạnh đôi vai em mới biết chăng tim anh lẻ loi. Hai đứa này nó không mua nhau.
vừa lắm, từ đầu cuối để nha. Từng hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà nào, lòng thầm mong một ánh mắt thấp thoáng mong chờ. Người yêu hỡi mãi mãi yêu nàng, em dù biết vẫn luôn hướng hờ, mà cho anh đêm đêm vẫn mơ cuộc tình đôi ta. Giọt buồn rơi rơi lặng lẽ trên con đường dài, một mình em lòng rẽ sắt với số đông về. Thôi hết những ước mơ dài, mưa còn rơi rớt trên nỗi sầu, lạnh đôi vai em mới biết chăng tim em lẻ loi. Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng bao lời yêu đã nói hôm nào, từng cơn mưa đôi ta có nhau phủ xây thần tiên. Giờ mình em trên con phố xưa ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi, mặt cho thời gian hắn sao nhau mãi đâu. Chuyện tình yêu đôi ta sẽ đôi, bao lời yêu đã vỡ kênh rồi. Thầm có mong cho anh hãy quên những kỷ niệm xưa, cuộc tình ta đang theo giấc mơ, hình bóng cũ mãi trôi về đâu. Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương, có đơn lối về. Kỷ niệm xưa em mãi nhớ chăng, bao lời yêu đã nói hôm nào, từng cơn mưa đôi ta có nhau phủ xây thần tiên. Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi, mặt cho thời gian hắn sao nhau. Đúng đã luôn trời nha. Xin cảm ơn chị, một cái khúc rất rất là hay luôn mà tụi em học hỏi theo Lê Hiếu, tụi em cũng không biết hát bài này. Cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Có ai cần tư vấn về bất kỳ một dòng sản phẩm nào bên em thì các anh chị mình, cô chú mình cứ để lại đúng số điện thoại trực tiếp nha. Còn nếu không có một cái sự tư vấn nào, hoặc là anh chị mà không còn tư vấn nữa, thì hai chị Miến Linh xin được phép gửi lời chào đến toàn thể quý vị của chú anh chị. Xin kính chúc tất cả các anh chị mình vì giờ sức khỏe luôn tươi trẻ, và lúc nào nhớ một điều giùm em là ra đường thì đeo khẩu trang giùm em nha mọi người. Em cảm ơn anh chị mình rất là nhiều ạ. Bây giờ thì hai chị Miến Linh xin chào và hẹn gặp lại các anh chị một buổi live stream sớm nhất nha. Dạ, xin chào. Trên tình ta tan theo giấc mơ hình bóng.